À dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh quay trở lại với điểm bán phôi mai của chú Quý ở Phong Điền, thành phố Cần Thơ ha cô chú. Dạ giao lưu cùng cô chú anh chị hôm nay mình có một lô phôi mai vàng, phôi tứ quý cũng có nữa ạ. Cây quái, quái đế quái đủ kiểu luôn nha quý cô chú. Dạ có bonsai đế nơm luôn cô chú anh chị nha. Em chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những phôi mai thật là ưng ý ha cô chú anh chị. À, quý cô chú anh chị mình thấy ưng ý phôi nào liên hệ với chú Quý giúp em qua số điện thoại có trên phần mô tả với phần tiêu đề cô chú anh chị nha. Chào chú Quý ơi. Ừ, chào cô. À, xin chào tất cả các em vừa qua mọi miền đất nước vừa qua đã xem kênh và ủng hộ Quý đó. À, trước khi vào clip thì Quý xin chúc tất cả các anh em là được nhiều hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một ngày đẹp trời mua mai bán đắt nha các bạn. Dạ. Thân ái kính chào. Thì hôm nay Quý phục vụ các bạn một số mai tứ quý nhỏ và lớn với mai vàng. Thì nghe anh em xem kênh nha. Rồi vô clip đầu tiên là mã số 1 các bạn. Dạ mã số 1. Cây này nó cũng nhỏ mà đế nó khá lắm. Đế này, đế đẹp luôn nha các bạn. Phôi tứ quý nha. Phôi tứ quý. Vậy? Mà nó đó ta chặt nó bể chỗ này các bạn. Dạ nó bị lũa một bên hay với cô chú ha. Nó này có tàn chi. Rồi cái này báo giá các bạn để đo số báo giá luôn. Anh em nào có chốt thì cây này đó nó bự lắm nhưng mà tại ta chặt rồi ở đây dưới này là 16 nha các bạn. Dạ. Đo lên tới trên này thì nó cũng là 14. Dạ. Đế nè coi, đẹp ha. Đó. Chiều cao lên nó là cao nó lên là 96. Dạ. Tán ngang của hiện tại của nó là 40. Các bạn. Bầu thì nó nhỏ thôi. Bầu là 24 à. Rồi cái này báo giá các bạn 800 ngàn. Dạ phôi tứ quý 800 ngàn hay 800 chú? Ngàn. Đây. Tứ quý đây, luôn. Cũng tứ quý luôn các bạn. Dáng trực không cao. Dáng trực không cao đế khá luôn các bạn. Đế đẹp luôn. Chi tàn có đem ghép được nha. Dạ có cốt cành đều tứ diện hết cô chú anh chị nha. Dạ, đo thân số các bạn coi luôn. Cái này là 23 các bạn. Dạ. Cao lên là 119. Ngang bầu là 38. Rồi cái này báo giá các bạn 1.8 triệu. Dạ rồi. Mã số 2 1.8 triệu. Tiếp tục là mã số 3. Đế cũng khá đế các bạn. Dạ, đầy đủ nè. Cốt cành luôn ha cô chú. Cốt cành các bạn. Đấy về mình ghép các bạn. Ai muốn chơi lùng nó đâm hết trơn các bạn. Nè lú lú đâm hết trơn nữa ha. Khỏi sợ. Đo thông số bạn coi luôn nè. Cái này là 19. Trên này là 92. Ngang bầu 31. Rồi 1.8 triệu luôn các bạn ơi. Dạ rồi. Số 3 1.8 triệu. Đó này đẹp các bạn. Đó. Cây dáng trực có cốt cành luôn nha cô chú. Cốt cành luôn dáng trực các bạn. Đế cũng có đế. À. Nhỏ gọn dễ chơi cô chú anh chị nha. 15. Dạ, qua được 15. 90. Chiều cao 90 à. Ngang bầu 36. Rồi, 1.2 triệu. Dạ, 1.200.000. Số 5. Số 5 chi tàn. Thôi, tàn à. Tứ quý luôn nha, cô tứ chú. Tứ quý luôn nè, mã số 5 các bạn. Này cũng có đế luôn nè bạn. Tại mình chưa mua tới nha. Ở đây là 20. Chi cành đều tứ diện ha cô chú. Lên tới ngọn là 94. Tán ngang của nó là 50. 33. Rồi cái này báo giá các bạn 1.500.000. Dạ. Hả số 5. Đa thân. À, thứ quý tàn đa ha cô chú. Ừ, đa thân các bạn ơi. Ai muốn chơi cắt lùng là muốn ghép, cắt lùng là ghép. Cái này mình cắt lùng là chơi bonsai là ok hết cô chú anh chị. À, nó nhiều chi các bạn. Dạ. Nó cũng vô mới đâm tược hết trời các bạn ơi. Con số luôn. 23. Dạ 23 hoành. Cao lên là 120. Bề ngang là 42. Rồi cái này báo giá các bạn 2 triệu. Dạ 2 triệu hết cô chú. Mã số 7 các bạn.
Dạ, mã Đây. số 7 là phôi tàng tứ quý luôn cô chú Tứ anh chị quý nha. à, tàng các bạn. Dạ. Ừ. À, cái này cô chú anh chị mình ghép may tàng là ok luôn hay cô chú? Mau thành phẩm nha. Đế khá đế các bạn. Rồi, con xin thông số luôn ạ. Đó, vị trí này các bạn. Cái này là 30. Này cao khoảng 1,5 m. Tán ngang của nó là khoảng 70. Hoành bầu nó là 42. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn 2,5 triệu. À, 2.500.000 hả cô chú? Mã số 9 là mã tứ quý cuối cùng các bạn. Số 8. Mã tứ quý gì đó. Mã số 8 là mã cuối cùng của tứ quý hả cô chú? Tứ quý. Đó, các bạn coi kỹ nha. Đế cũng dữ lắm các bạn. Đế đều hết trơn ơi. Không có thiếu mặt nào hết trơn. Dạ rồi. Đó hiện tại đó nó ngay chỗ này các bạn coi luôn nè. Chứ không có đó lên trên các bạn. Thiệt tình. Ở vị trí này là 37. Cao là 81. Mình ngang rồi 53. Rồi cái này báo giá các bạn 4,5 triệu. Dạ rồi 4. Mã số tứ quý, mã số cuối cùng. Là mã số 9. Đó, 9 là mai vàng. Cây đế nôm nha các bạn. Đế nôm à. Nôm. Bao để sống các bạn, khỏi sợ. Rồi sống. Cây đâm được sống khỏe hả cô chú anh chị? Cây đế nôm. Cây này là 27. Dạ, hoành được 27. 75. Chiều cao 75. Bề ngang là 49. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn 2,5 triệu. Rồi 2.500.000 phôi mai vàng nha cô chú. Rồi mã số 10. Mã số 10 là một cây quái thú các bạn. Cây quái thú. Quái quái luôn hết với cô chú anh chị. Cây quái thú nha bạn. Con voi á. Con voi không biết con này con gì, ai muốn kêu con gì thì kêu nha bạn. À, rễ nó lực lắm hết cô chú anh chị. Rễ lực luôn, tại đó người ta tán không biết, chủ cũng tán hay có tính chơi cúc nhỏ. Yeah. Cây này chơi hồi đầu đẹp lắm các bạn ơi. Rồi đó thông số các bạn coi luôn nha. Ở vị trí này, cây này là 38 nha bạn. Dạ, 38 hoành. Từ cái thân, từ mặt đất lên tới cốt này là 80. Cái thân dài của nó tới mà cắt nha bạn. Thân dài tới mà cắt là 33. Dạ. Này đo ngang bầu của nó nha. Ngang bầu là 45. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn 7 triệu. Rồi 7 triệu phôi mai vàng quá luôn nha cô chú. Một. Rồi phôi mai vàng mã số 11 nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng khá luôn à. Giật ra đi để kỳ. Có mấy cái chi cành này mình cũng vừa ghép luôn ha mấy cô chú. Đế à. Đế cũng khá đế rồi bạn. Dạ. Phải con xin thông số luôn à. Dạ, 32. Dạ, 57. Dạ, chiều cao 57. Bầu là 50. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn 3,5 triệu. Rồi 3.500.000. Mã số 12 các bạn. À, cây đế nôm mà cũng đế cũng nhiều các bạn. Dạ. Chi tàn ra hết trơn, khỏi sợ chết. Bao sống luôn. Cái này trong cậu lấy ra 18. Cao lên tới tàn của nó là 67. Ngang là 30. Rồi cái này báo giá của bạn là 1,2 triệu. Dạ. À, một phôi mai. Phôi mai vàng luôn nha cô chú anh chị. Tàn luôn. Quá trời nó mọc tùm lum hết trơn à. Không biết được đâu rồi. Cái này bao sống khỏi sợ nha bạn.
Trời ơi, đế cũng khá đế để đặt, đế đặt luôn kìa bạn. Bà mẹ em. Đo này nãy chưa? Dạ chưa. Thôi cái này là 29 hoành. Củ đế nó dữ lắm các bạn. Chiều cao nó lên là 66. Dạ. Ngang ngang bầu của nó là 45. Rồi cái này báo giá các bạn 3,5 triệu luôn. Dạ 3,5 triệu thôi, mai vàng là số 13. Cái đế nôm luôn, lùng lực các bạn. À, phôi mai vàng mã số 14 nha cô chú anh chị. Mã số 14 nha các bạn. À, cây này nó già cây lên da me. Già cây da me trời các bạn. Rồi đó thông số bạn coi luôn. 18 hoành. Dạ. Cao lên 60. 26. Bầu 26. Dạ. Rồi cái này báo giá các bạn là 1,4 triệu. Dạ rồi, 1,4 triệu. Mã số 15. Mã số 15 là con cóc nha các bạn. Đó. Kêu bonsai hay cô chú. Con cóc ngồi phanh tay nghe các bạn ơi. Đó, con cóc đẹp cực kỳ luôn các bạn. Nè. Nó để ngồi để hai cái tay phía trước luôn ha. Đó. Cây lùng lực cây bonsai như ý luôn các bạn. Dạ. Lên da me hết trơn. Đo cái thân nha các bạn. Cái thân nó là có 19 nè. Dạ. Đo cũ của nó. Cái cũ của nó tới 53. Dạ. Chiều cao của nó là 29. Ngang bầu là 25. Rồi cái này báo giá các bạn 2 triệu. 2 triệu trắng hả cô? Ơi, một khôi mai vàng. 16. 16. Cây là đẹp các bạn. Đế đều hết trơn, không thiếu mặt nào hết trơn. Đế mà làm hay ơi. À. Này về mới về chưa có làm bầu gì lại chân các bạn. Rồi, con xin thông số nha chú. Không đọc số nữa chú ơi. 36. Dạ, hoành 36. Cũ nó dữ lắm các bạn. Cho cũ các bạn coi luôn. Cũ nó tới 50 mấy, 60 các bạn. Dạ. Chiều cao 72. Ngang bầu 60. Rồi cái này báo giá các bạn là 6 triệu. Dạ 6 triệu hát với cô chú anh chị. Thương thủ quý là 023089 nha các bạn. Dạ. 16 là 6 triệu các bạn. Dạ, mã số 17 là phôi mai vàng luôn hết cô chú. Mã số 17 là một phôi mai cũng đế nôm các bạn. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đế nôm nè. Chi tràng này là bao sống các bạn, khỏi sợ vậy đó. Đâm tược hết trơn rồi đó. Dạ rồi. Đo vị trí này các bạn coi luôn nè. Đo vị trí này là 34 các bạn. Dạ. Đo trên này thì nó... Cái này là 27. Rồi tới mặt cắt của nó là 54. Ngang bầu là 38. Rồi cái này báo giá các bạn 3 triệu luôn. Dạ 3 triệu trắng luôn ha cô chú. Đó, một cây quái các bạn. Quái nha. Không ghế quái to à. Luôn ha với cô chú anh chị. Dạ, cây đâm tược sống khỏe luôn hả? Cuốn mặt ra dữ nè. Dạ. Khỏi sợ nghe bạn. Này đo ngay vị trí này các bạn coi nè. 33. Dạ. Cao lên tới mặt cắt các bạn. 45. Ngang bầu 47. Chiều dài. Rồi cái này báo giá các bạn 2 triệu 3. Dạ rồi, 2,3 triệu. 19 là phôi mai vàng phong cao nha cô chú. Phong cao đế nôm luôn các bạn. Cái cọng rễ lật lật luôn cô chú anh chị. Cọng rễ nó quái các bạn. Rồi. Mấy cái chi cành này là vừa ghép luôn ha cô chú. Rồi bạn coi luôn. Thông số luôn các bạn. Đó vị trí này là 32 các bạn. Dạ.
71, 36. Rồi cái này báo giá các bạn là 2.8 triệu. Dạ 2.800.000 hả cô chú? 20. Dạ mã số 20 là 20. Phôi mai vàng. Đây phôi vàng mai vàng các bạn. Đâm tàn có tàn phóng nè. Ai muốn để giờ để. Quá trời nó mọc tùm lum hết các bạn ơi. Nè. Đo vị trí này các bạn coi luôn nè, đế cũng khá luôn các bạn. Này là 23. Đo lên tới mặt cắt của nó là 49. Từ mặt cắt cái tàn phóng ra cái đo các bạn. Cái này là 50. Bầu là 43. Rồi cái này báo giá các bạn là 2.500.000. Dạ. Mã số 21 các bạn. Cây này cũng là thú quái các bạn. Thú quái. Này về mình trồng trong chậu hình chữ nhật ha quý cô chú anh chị. Rễ lực cô chú anh chị nha. Rễ lực các bạn. Lên tục tùm lum hết trơn các bạn. Anh cho qua lại. Đó, rồi bạn coi cái nữa nè, rồi ra con số luôn các bạn ơi. Đó trên này các bạn, không có đo dưới nè. Cái này là 38 các bạn. Dạ. Cao lên là 63. Bề ngang bầu 60. Rồi cái này báo giá các bạn 4.500.000. Dạ 4.500.000. À, một con thú nữa các bạn. Quái thú nè. Đế nữa các bạn. Ừ. Quái thú nha bạn. Cái cọng rễ này là nó bị chết gì nha bạn. Thấy nha. Nó còn sống còn cái bự thôi nha. Dạ. Còn cái nhỏ này chết nè. Lấy cưa anh ta. Nó cưa cưa cái phần ngừng cái cưa nó. Mã số 22 nha quý cô chú anh chị. Mã số 22 các bạn ơi. À, chú cho con xin thông số luôn ạ. À. Đó, đo thông số các bạn coi luôn số 22. Đo vị trí này các bạn. Vị trí này là 25. Đo đây là cái nó cái chiều cao nó khoảng là 46 đó các bạn. Nằm dài của nó là khoảng 2 tấc. Bầu là 33. Rồi cái này báo giá các bạn là 2.500.000. Dạ 2.500.000 hết chứ. Cũng là một hôi mây vàng mà nó quá trời nó mọc rồi. Mã số 23 hết cô chú anh chị. Cây này đâm tược sống khỏe luôn nha. Cây này nó già cây lắm rồi. Đế trải đều luôn nha quý cô chú. Đều luôn các bạn ơi. Dạ rồi cho con xin thông số cô chú nha. Lặt bỏ bớt đi, ai muốn chơi mấy cái này bỏ bớt nha bạn. Cho thấy hình thú nó luôn. Dạ. Con xin thông số luôn ạ. Rồi thông số luôn. Đó tại vị trí này các bạn. Đó vị trí này thì nó cây này nó ra 38 hoành các bạn. Dạ. Đó trên này thì cây này là 30. Dạ. Ha. Dạ. 76. 60. Ở cái này quý báo giá các bạn là 7 triệu. Dạ phôi mai vàng mã số 23 7 triệu nha cô chú. 23 7 triệu. Rồi. Này cũng đẹp nha bạn. Để cũng giữ nha. Nếu chơi thú nó gặt cắt cái này bỏ nha bạn. Cắt cái chi này bỏ nè nó ra cái hình thú nè không? Hai chân nha. Đó. Để giữ nha bạn ơi, để đẹp luôn. Xin thông số luôn ạ. À. Đó vị trí này các bạn là 23. Dạ. Cao lên là 57. Chiều dài của nó là 50. Rồi cái này báo giá các bạn là 2.700.000. Dạ rồi 2.700.000. Mã số 25 là cây nôm các bạn. Đó nôm nhỏ mà nó đế sởm cao, đế sởm cao các bạn. Rồi con xin thông số luôn ạ. Như xe lùng.
Đo vị trí này nó là 22. Dạ. Sổm cao lên là có 23, 24 các bạn. Dạ. Lên tới ngọn cái của nó là 42. Ngang bầu là 30. Và cái này báo giá các bạn 2 triệu. Dạ rồi. Đó là cây mai vàng. Dạ. Ừ. Đế kha đế các bạn. Phôi mai vàng mã số 26, cộng gửi lực lực không hỏi cô chú anh chị nha. À. 26. Này đo không biết đo đâu, đo tổng thể này đi rồi nữa tính nha các bạn. Đo tại vị trí này là 39. À, đo cái thân chỗ này nó nè các bạn. À. Như đo cái thân ở dưới này ngay chỗ này nha các bạn. À, không sao. À, đó ở vị trí này là 26 các bạn. Dạ. Từ mặt đất lên đây là 58. Ngang bầu là 60. Rồi cái này báo giá các bạn là 3,5 triệu. Dạ rồi, phôi mai vàng mã số 26, 3,5 triệu. 3,5 triệu các bạn. Đó, cái mai phôi mai vàng phong nằm cao dài các bạn, phong cao. Đế đẹp luôn, mà đủ đế luôn các bạn, không thiếu bằng nào hết. Hả? Ghi rồi đó. Hả? Chú cho con xin thông số luôn ạ. Rồi, đây đo thông số các bạn coi luôn nha. Cây này nó lên, muốn lên xù nữa mà. Đo vị trí này nha bạn. Đo ống thước. Đo vị trí này, cây này là 45 các bạn. Dạ, 45. Cao lên 1m8. Chiều cao 1m8.9 nha các bạn. Bầu của nó là 70, 73. Đế đều hết trơn các bạn, mặt trước mặt sau đều hết nha. 73. Ở cái này quý báo giá các bạn 8 triệu. Dạ, 8 triệu là phôi mai vàng phong cao hết cô chú. Rồi là mã số cuối cùng các bạn. Dạ, cuối clip chú chờ hết giùm con ạ. Rồi. Rồi, cuối clip quý xin chào tất cả các em và chúc các anh em là một ngày là vui vẻ và mua may bán đắt các bạn. Thân ái kính chào. Dạ, con cảm ơn chú đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.